Sáng ngày 1 tháng 12, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kết luận số 02 KL trên TW của Ban Bí thư và quyết định số 1492 trên QĐ TTG của Thủ tướng Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 99 trên 2019 trên QH14 của Quốc hội và quyết định số 630 trên QĐ TTG của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang. Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương ghi nhận những thành tích của các bộ ban ngành và các địa phương đã đạt được trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn để tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện. Ngoài ra tăng cường công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, nghiên cứu kỹ lưỡng, đảm bảo việc kết nối đồng bộ với các ngành địa phương và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cùng với đó xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.